nhập tứ thiền có phải là a la hán không hỏi kính thưa thầy thầy và quý thầy tu nhập định tứ thiền có phải như một a la hán trong thời đức phật không phật và a la hán khác nhau như thế nào đáp người nhập sông tứ thiền chứng tam minh là bậc a la hán như trong thời đức phật còn tại thế phật và a la hán không khác nhau chỗ tu hành và giải thoát a la hán chỉ khác phật là chỗ đức phật là giáo chủ người sáng lập ra phật giáo bởi vì đức phật cũng tu từ giới định tuệ mà được giải thoát các bậc a la hán cũng tu từ pháp môn này mà thành tựu cho nên sự viên mãn giải thoát phải giống như nhau khi tu hành giải thoát rồi thì người nào cũng như người nấy chúng ta trở lại thời quá khứ của đức phật trong khi ngài từ bỏ các pháp môn của ngoại đạo để tu thứ thánh định và tam minh nhờ giáo pháp này mà đức phật đã chứng đạo giải thoát các đệ tử của người cũng nhờ giáo pháp này chứng quả a la hán tứ thánh định và tam minh tức là giới định tuệ vì trong bốn thiền có giới và định sơ thiền thuộc về giới ly dục ly ác pháp do ly dục sanh hỷ lạc nhị thiền diệt tầm tứ do định sanh hỷ lạc tam thiền ly hỷ tưởng và tứ thiền tịnh chỉ hơi thở. Ba loại thiền này thuộc về định, còn tam minh thuộc về tuệ. Xin quý vị đọc lại bài kinh Sakaka sẽ thấy Đức Phật tu tập sơ thiền cho đến tam minh và thành tựu viên mãn đạo giải thoát. Rồi này Agivestana, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy. Với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thu thực, ăn cơm chua. Rồi này Agivesana, ta ăn thu thực, ăn cơm chua trở lại. Này Agivesana, lúc bây giờ năm tỳ kheo hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Agivesana, khi thấy ta ăn thu thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ ta và nói: "Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Này Aghi Vestana khi ta ăn thu thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Này Aghi Vestana như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm này agivestana như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba này Agivestana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Này Agivestana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đến đây Đức Phật đã nhập xong bốn thiền tức là đức phật đã thực hiện được giới và định sau khi đức phật thực hiện xong giới và định thì ngài tiếp tục thực hiện tam minh giới tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh ta nhớ đến các đời sống quá khứ ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân Thấy sự sống chết của chúng sanh Ta dẫn tâm đến lậu tận trí Ta biết như thật đây là khổ Biết như thật đây là nguyên nhân của khổ Sau khi tu chứng xong Tâm Đức Phật sẽ an trú trong định nào Chúng ta sẽ nghe Đức Phật trả lời Này Agivestana Sau khi chấm dứt buổi thuyết giảng như vậy Ta an trú nội tâm Làm cho tịnh chỉ làm cho nhất tâm làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy và như vậy ta sống an trú trường cửu vĩnh viễn sau khi chứng đạo giải thoát phật và các bậc a la hán đều giải thoát an trú giống như nhau cả không có sự giải thoát trong phật giáo có cao có thấp không có sự tu hành giải thoát lừng chừng mà phải giải thoát tận gốc vô lậu và sự giải thoát lừng chừng là chưa giải thoát ví dụ một người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mà không nhập định thì giới luật đó chỉ là ức chế tâm chứ không phải giải thoát cũng như một người nhập tứ thánh định mà không thực hiện tam minh thì cũng chưa được gọi là giải thoát đó là ức chế tâm bởi đạo phật có một lớp vô lậu giải thoát mà thôi không thể có hai ba lớp vô lậu vì thế ai tu vô lậu là giải thoát ai tu không vô lậu là không giải thoát người tu vô lậu là bậc a la hán nên phật cũng là a la hán mà thôi vì thế phật và a la hán không khác nhau